Theo tiết lộ của lãnh đạo câu lạc bộ Nam Định, đội bóng này sẽ đăng ký ông Nguyễn Văn Sĩ cho vị trí huấn luyện viên trưởng ở mùa giải 2021. Như vậy, sau một thời gian đảm nhiệm chức danh giám đốc kỹ thuật, huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ đã chính thức trở lại vị trí quen thuộc của mình. Lãnh đạo đội bóng Thành Nam cho biết, thực ra từ trước đến nay, vấn đề chuyên môn đều do huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ quyết định nên điều này không có gì đặc biệt. Ngoài ra, đội chủ sân Thiên Trường đang tích cực tìm kiếm tân binh sau khi chia tay bộ đôi Đỗ Melo và Rafael Sơn.